Hai ngôi sao bóng truyền nữ Việt Nam, Bích Thủy, Tú Linh, đang trải qua những ngày tháng đẹp trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, vừa hạnh phúc, vừa thành công và hứa hẹn lại chinh phục thành tích lịch sử mới. Cả hai cô gái đều có nhiều điểm chung đáng chú ý. Họ đều đang hạnh phúc trong tình yêu, đều là các tuyển thủ bóng truyền nữ tài năng của Việt Nam, cùng thi đấu cho một câu lạc bộ và hứa hẹn sắp chinh phục thành tích đáng nhớ mới trong sự nghiệp sau ACS 2023. Chúng ta đang nói về phụ công Bích Thủy và chủ công Trần Tú Linh, những ngôi sao của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang. Bích Thủy và Tú Linh cùng các đồng đội ở tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vừa chinh phục một loạt thành tích lịch sử trong hơn 5 tháng cực kỳ đáng nhớ thi đấu cùng nhau. Họ vô địch giải các câu lạc bộ bóng truyền nữ châu Á, giành huy chương bạc bóng truyền nữ SEA Games 32, vô địch AVC Challenge Cup, tham dự giải thế giới FIVB Challenger Cup vào top 4 giải vô địch bóng truyền nữ châu Á và bán kết bóng truyền nữ Asiad và vào tháng 12 2023 tới, họ sẽ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ bóng truyền nữ thế giới ở Trung Quốc. Chứ huy chương bạc bóng truyền nữ SEA Games 32, tất cả những thành tích còn lại trong chuỗi thành tích nói trên đều là những cột bóc lịch sử mà bóng truyền nữ Việt Nam lần đầu tiên chinh phục được. Trong khi Tú Linh là chủ công có khả năng công thủ toàn diện, chơi lăn xả, thì Bích Thủy là phụ công có khả năng ghi điểm cực ấn tượng với những quả đánh một chân sau đầu chớp nhoáng và cực uy lực. Với những đóng góp to lớn cho đội tuyển quốc gia, cả Tú Linh và Bích Thủy đều nhận được những phần thưởng rất giá trị từ lãnh đạo đội bóng truyền nữ hóa chất Đức Giang. Ngay sau khi cùng tuyển bóng truyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc bóng truyền nữ SEA Games 31, hồi tháng năm 2022, Bích Thủy được lãnh đạo câu lạc bộ hóa chất Đức Giang tặng một căn hộ trị giá khoảng 800 triệu đồng. Đến đầu tháng 7 2023, Tú Linh cũng được tặng một căn hộ sau khi góp công giúp tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Không chỉ thành công về chuyên môn và được thưởng to, cả Bích Thủy và Tú Linh đều đang rất hạnh phúc trong tình yêu. Vốn là người cực ít nói, nhưng Bích Thủy vẫn không che giấu được cảm giác hạnh phúc ngập tràn bên bạn trai. Phụ công của tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thường chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên người yêu. Đã một năm kể từ khi người hướng nội va vào người nói nhiều, Bích Thủy mới đây nói về cột bốc tình yêu với bạn trai trên trang cá nhân. Trong khi đó, Tú Linh dù khá kín đáo trong đời tư, nhưng cô vẫn bị phát hiện đang có tình yêu nồng cháy với bạn trai là võ sĩ vật của đoàn quân đội Ngô Tùng Lâm. Ngô Tùng Lâm hiện là đại úy và là thành viên đội tuyển vật Việt Nam vừa giành huy chương vàng môn vật ở SEA Games 32. Ngô Tùng Lâm sở hữu vẻ ngoài cao lớn, phong độ. Không chỉ thế, anh còn tỏ ra chín chắn và hết sức chững chạc. Trên trang cá nhân của mình, chàng trai quê Bắc Giang thường thể hiện góc nhìn cuộc sống sâu sắc qua những dòng trạng thái đầy chất chiêm nghiệm. Cả Tú Linh và Bích Thủy vừa cùng tuyển bóng truyền nữ Việt Nam xuất sắc vào bán kết ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử nhưng rất có thể họ lại sắp được tận hưởng niềm vui mới sau khi trở lại câu lạc bộ bóng truyền nữ hóa chất Đức Giang. Đội bóng truyền ngành hóa chất vừa chiêu mộ đối truyền đẳng cấp thế giới, người Azerbaijan Polina Rahimova và đang nổi lên là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch bóng truyền nữ Việt Nam mùa này. Ba mùa giải gần nhất, hóa chất Đức Giang đều là á quân bóng truyền nữ Việt Nam, nhưng với các tuyển thủ quốc gia Tú Linh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến, cùng sự góp mặt của ngôi sao cao 1m98 Polina Rahimova, Hóa chất Đức Giang được giới chuyên môn đánh giá là tràn trề hy vọng vô địch bóng truyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Khả năng Tú Linh, Bích Thủy trở thành nhà vô địch bóng truyền nữ quốc gia lần đầu tiên là rất cao. Sau rất nhiều cột bốc thành tích lịch sử, cùng tuyển bóng truyền nữ Việt Nam hơn 5 tháng qua, họ có cơ hội chinh phục thành tích lịch sử mới trong sự nghiệp đáng nhớ của mình.